Sự chia rẽ và lựa chọn theo Chúa trong đoạn tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu nói một câu mà thoạt nghe có vẻ gây bối rối và khó hiểu. Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Sinh 12:51. Khi nghe những lời này, nhiều người có thể tự hỏi, tại sao Chúa Giêsu, đấng được gọi là Hoàng tử Bình An, lại nói về sự chia rẽ thay vì hòa bình? Để hiểu đúng ý nghĩa của lời dạy này, chúng ta cần đào sâu vào bản chất của sứ mạng của Ngài và điều gì thực sự nằm sau những lời này. Chúa Giêsu không mong muốn sự chia rẽ theo nghĩa thông thường của con người, xung đột, thù hận hay sự đối đầu vô ích. Trái lại, Ngài đến để mang đến một tình yêu và chân lý cao cả, nhưng điều này đòi hỏi một sự lựa chọn dứt khoát nơi mỗi người. Chúng ta có chấp nhận tin vào Thiên Chúa và đi theo Ngài không? Chọn theo Chúa không phải là một điều dễ dàng, vì điều đó có thể khiến chúng ta phải đối diện với những thách thức ngay cả từ gia đình, cộng đồng hoặc chính xã hội chúng ta đang sống. Khi Chúa Giêsu nói rằng Ngài đến để đem sự chia rẽ, Ngài không ám chỉ rằng bản thân Ngài là nguồn gốc của sự xung đột. Thay vào đó, Ngài muốn nói rằng chính vì sự chọn lựa sống theo đức tin, sống theo chân lý và tình yêu của Ngài, mà đôi khi sẽ xảy ra những sự phân rẽ. Lời Chúa và cách sống của người Kitô hữu có thể đối lập với lối sống và những giá trị của thế gian. Do đó, sự lựa chọn sống đúng với đức tin đôi khi sẽ dẫn đến xung đột và chia rẽ giữa những người có cách nhìn khác nhau, thậm chí ngay cả trong gia đình. Chúa Giêsu không hề giấu giếm rằng việc đi theo Ngài sẽ đòi hỏi những sự hy sinh. Ngài biết rằng sự chọn lựa tin vào tin mừng có thể dẫn đến những mâu thuẫn với những người không đồng ý, đặc biệt là với những giá trị trần tục. Chính Ngài đã tiên báo, vì từ nay, 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ. Lesson 12, 52-53. Đây không phải là một sự chia rẽ mà Chúa muốn, nhưng là một thực tế tất yếu khi chúng ta chọn đứng về phía Chúa. Điều này có nghĩa rằng, theo Chúa, đôi khi chúng ta phải dũng cảm đứng lên chống lại những gì không phù hợp với tin mừng, ngay cả khi điều đó khiến chúng ta mâu thuẫn với người thân yêu. Chúng ta cần can đảm lựa chọn sự thật, bảo vệ công lý và lòng trung thành với Thiên Chúa. Trong xã hội hiện nay, việc giữ vững niềm tin Kitô hữu không phải lúc nào cũng được ủng hộ. Có khi ta phải đối mặt với sự chỉ trích, khinh thường hay thậm chí là sự phân biệt đối xử. Nhưng Chúa Giêsu đã cảnh báo trước về điều này và mời gọi chúng ta kiên trung trong đức tin. Dù Chúa Giêsu nói rằng Ngài đem sự chia rẽ, nhưng mục đích cuối cùng của Ngài vẫn là hòa bình. Tuy nhiên, đây không phải là thứ hòa bình tạm bợ, dựa trên sự thỏa hiệp với sự giả dối hay sự sai trái. Ngài mang đến hòa bình thật sự, sự hòa bình đến từ việc sống theo chân lý của Thiên Chúa, từ việc nhận ra và sống trong ánh sáng của tin mừng. Hòa bình này có thể đòi hỏi chúng ta phải vượt qua những thử thách, vượt qua những sự chống đối và phân rẽ, nhưng cuối cùng, đó là hòa bình bền vững và chân thật. Sự hòa bình mà Chúa Giêsu đem đến không phải là thứ hòa bình dễ dàng. Đó là sự hòa bình đòi hỏi sự thanh luyện, một sự hòa bình đến sau những cuộc đấu tranh nội tâm và những chọn lựa dứt khoát. Ngài mời gọi chúng ta hãy sống trong sự hòa giải với Thiên Chúa. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần dám đối diện với chính mình, với những lỗi lầm và yếu đuối của mình để sẵn sàng đón nhận sự thanh tẩy và thay đổi. Trong cuộc sống hiện tại, mỗi người chúng ta cũng đứng trước những chọn lựa quan trọng. Liệu chúng ta có can đảm sống theo đức tin của mình, ngay cả khi điều đó có thể dẫn đến sự mâu thuẫn với người khác? Chúng ta có sẵn sàng đứng lên cho sự thật, cho công lý, cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa trong mọi hoàn cảnh không? Theo Chúa không có nghĩa là chúng ta sẽ sống một cuộc sống dễ dàng hay không gặp thử thách. Thay vào đó, theo Chúa có nghĩa là chúng ta cam kết sống theo một lý tưởng cao cả hơn, theo những giá trị tinh thần, ngay cả khi điều đó đòi hỏi sự hy sinh. Cuộc sống Kitô hữu đòi hỏi chúng ta phải chọn lựa một cách rõ ràng và dứt khoát, chọn Thiên Chúa và sống theo sự thật của Ngài. Cuối cùng, chúng ta hãy nhớ rằng, dù có phải đối diện với sự chia rẽ, thử thách hay đau khổ, Chúa Giêsu luôn đồng hành với chúng ta. Ngài là nguồn sức mạnh và sự nâng đỡ cho chúng ta trong hành trình đức tin. Ngài đã hy sinh vì chúng ta,
và Ngài mời gọi chúng ta đáp lại tình yêu ấy bằng sự trung thành, dũng cảm và lòng yêu thương vô điều kiện. Chúng ta hãy cầu xin cho mình có được sự can đảm để chọn theo Chúa, để đứng lên bảo vệ chân lý và sống theo ánh sáng của tin mừng, ngay cả khi điều đó khiến chúng ta phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Và hãy tin tưởng rằng, qua những thử thách ấy, chúng ta sẽ tìm thấy sự hòa bình thật sự trong Chúa Kitô. Khi Chúa Giêsu nói rằng, Ngài không mang hòa bình mà mang sự chia rẽ, Ngài không phủ nhận rằng hòa bình là một phần trong sứ mệnh của Ngài. Tuy nhiên, hòa bình mà Ngài mang đến không phải là sự hòa bình bên ngoài, không có xung đột hay tranh cãi. Hòa bình thực sự là sự hòa hợp giữa con người với Thiên Chúa, nhưng điều này chỉ có thể đạt được qua sự hoán cải, thay đổi và đấu tranh chống lại tội lỗi. Để sống đúng theo tin mừng, chúng ta cần sẵn sàng đối diện với những thách thức và thay đổi cuộc sống của mình theo cách mà Chúa Giêsu dạy dỗ. Điều này đôi khi có thể gây ra sự xáo trộn và khó khăn, nhưng chỉ qua đó, chúng ta mới có thể đạt được hòa bình thực sự.